chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip hướng dẫn các bạn cách kết nối mạng Internet với dòng sản phẩm TV của Toshiba. Dòng sản phẩm Smart TV hãng Toshiba chạy hệ điều hành Android, sản xuất 2014. Sau khi các bạn kết nối thành công Internet thì các bạn có thể xem được phim trên YouTube và nghe nhạc trên ứng dụng Zing MP3, và có thể chơi những trò chơi game, lướt web, và có thể sử dụng mạng xã hội như Facebook và Skype. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối. Bước 1 thì các bạn bấm menu ở trên điều khiển để các bạn chọn vào cái phần cài đặt của TV. Sau đó là các bạn chọn vào cái biểu tượng hai cái bánh răng cưa để vào cái cài đặt. Sau đó là các bạn bước thứ hai thì các bạn đã vào được cài đặt rồi, thì các bạn sẽ tìm đến cái mục Wi-Fi là cái mục đầu tiên ấy ạ. Thì các bạn chọn kết nối Wi-Fi hoặc là cái mục Internet này. Thì nó có hai dạng, một là kết nối có dây và kết nối không dây. Thì các bạn nhà mình cắm trực tiếp có dây thì các bạn chọn cái mục thứ hai, còn không thì các bạn chọn cái mục Wi-Fi đầu tiên các bạn kết nối. Ở cái bước này thì tôi hướng dẫn là các bạn kết nối với mục và chọn Wi-Fi, thì tôi sẽ chọn Wi-Fi. Và bước thứ ba, khi mà các bạn đã chọn Wi-Fi và các bạn nhấn OK rồi thì nó sẽ ra một cái bảng hướng tìm kiếm những cái thiết bị Wi-Fi mà gần TV nhà bạn bắt sóng được. Thì lúc này thì các bạn chọn đến cái Wi-Fi nhà mình đang sử dụng. Rồi, sau đó là các bạn nhấn OK thì nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng password để các bạn nhập mật khẩu cái modem Wi-Fi nhà mình vào, và tối thiểu của cái mật khẩu này nó phải là 8 ký tự trở lên. Khi các bạn nhập mật khẩu modem Wi-Fi vào thì lúc này các bạn chọn xong, các bạn chuyển xuống mục chọn đã nhập mật khẩu xong và các bạn nhấn OK. Đấy, các bạn nhấn OK xong thì lúc này thì nó sẽ ra một cái bảng là kết nối, thì các bạn chọn tiếp cái mục kết nối của tôi. Rồi, khi các bạn chọn kết nối thì TV lúc này của các bạn sẽ tự động kết nối, tự động sẽ kết nối ứng dụng cái modem Wi-Fi nhà mình, và các bạn sẽ chờ đến khi nào mà TV sẽ hiện cái thông báo là đã kết nối. Thì lúc này thì mình đã kết nối thành công với Internet của TV, Internet của TV, và kết nối thành công Wi-Fi với thiết bị nhà mình. Đấy, thì nó tương đối là đơn giản vậy thôi. Còn về cái phần ứng dụng thì như thế nào? Về cái phần tải thêm ứng dụng của với modem TV Toshiba, thì hôm nay thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn luôn một cách tải ứng dụng. Thì bước 1 thì các bạn chọn về cái mục cũng vào menu cái giao diện chính của cái Smart TV ấy, thì nó có cái mục CH Play. Đấy, thì các bạn vào cái mục CH Play này, các bạn nhấn OK của tôi. Thì lúc này thì nó sẽ ra tất cả những cái ứng dụng ở trong cái gọi là cửa hàng trực tuyến đấy, CH Play đấy. Thì một là các bạn chọn vào cái biểu tượng hình cái vợt này để các bạn tìm kiếm ứng dụng mà các bạn trong TV nhà bạn chưa có. Đấy, hoặc là để các bạn tìm đến mục yêu thích, thì hôm nay ở đây thì tôi sẽ tải một ứng dụng game về để cho các bạn xem. Đấy, sau khi các bạn chọn vào cái đúng là cái ứng dụng yêu thích rồi thì các bạn chọn và cài đặt tải ứng dụng. Các bạn chọn ứng dụng, sau đó là nó sẽ xuất hiện một cái bảng cài đặt ở trên, thì các bạn chọn cài đặt của tôi nhé. Rồi, lúc này thì nó sẽ ra một cái bảng thông báo cho các bạn biết là cái giấy phép ứng dụng, thì các bạn chấp nhận những cái điều khoản của cái giấy phép đấy. Các bạn chọn chấp nhận của tôi này. Sau khi chọn chấp nhận xong thì các bạn chờ đợi cho cái ứng dụng này nó sẽ download
dữ liệu ở trên cái kênh cái cửa hàng CH Play này về. Bạn chờ chờ một lúc, đến đến cái bước tiếp theo thì sau khi ứng dụng đã cài đặt thành công ấy, thì các bạn có thể trực tiếp mở cái ứng dụng chạy và để mở để chạy cái ứng dụng này, hoặc các bạn trở về giao diện chính sau đó khởi động ứng dụng đấy thì các bạn đây có thể mở trực tiếp trên ứng dụng của các bạn, hoặc nó có thể giao diện chính thì nó sẽ xuất hiện ra những cái biểu tượng của cái ứng dụng mà các bạn vừa tải về ấy, thì nó xuất hiện ở màn hình chính. Ví dụ như tôi sẽ tải cái ứng dụng này về và tôi ra màn hình chính đây và tôi sẽ khởi động cái ứng dụng này đây. Đó, như các bạn xem là cái trò game này tôi đã bắt đầu chạy. Thì các bạn lưu ý là về cái tốc độ chạy thì nó phụ thuộc vào cái đường truyền nhà mình nó khỏe hay là yếu để nó ứng dụng nó chạy nhanh hay chạy chậm. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ nhất là cài đặt internet đối với TV Smart TV của hãng Toshiba và thêm ứng dụng thì các bạn xem và các bạn tìm hiểu thêm để tải ứng dụng hay và các bạn tiện ích cho các bạn về các bạn xem. Vậy tôi xin kết thúc video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.